Cô xin chào tất cả các em. Trong buổi học hôm nay, cô cùng các em ôn một số nội dung của học kỳ 1. Một mã lý thuyết. Bài 1: Thông tin và tin học. Thì ở bài 1, các em cần ôn lại cho cô thông tin là gì, cho ví dụ về thông tin. Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin. Thì ở bài 2, các em cần kể tên được các dạng thông tin cơ bản. Hiểu được cách biểu diễn thông tin của con người, cách biểu diễn thông tin trong máy tính. Bài 3, em có thể làm được những gì nhờ máy tính? Cô ví dụ như em có thể dùng máy tính vào những việc trong học tập. Ví dụ như giải toán, trong lĩnh vực giải trí, ví dụ như là nghe nhạc. Và ngoài ra, máy tính còn được dùng trong các công việc khác, ví dụ trong công tác văn phòng, trong nhà trường, trong sản xuất kinh doanh, mua sắm trực tuyến hay nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tự động và robot. Vậy thì máy tính hoàn toàn thay thế được con người hay chưa? Chưa, máy tính chưa thể thay thế được con người. Vì máy tính còn có một cái hạn chế lớn nhất, đó là chưa có năng lực tư duy như con người. Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính. Thì cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm các thành phần: bộ xử lý trung tâm, thiết bị vào, thiết bị ra và bộ nhớ. Bộ xử lý trung tâm thì được coi là bộ não của máy tính, vì CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình. Bộ nhớ thì có hai loại: bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Bộ nhớ trong, đây là phần chính của bộ nhớ trong, đó là thanh RAM. Bộ nhớ ngoài, ví dụ như đĩa CD, đĩa cứng, USB, vân vân. Và bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài có một điểm giống nhau, đó là đều là nơi để lưu các chương trình và dữ liệu. Điểm khác nhau đó là bộ nhớ trong lưu chương trình và dữ liệu trong quá trình máy tính đang làm việc. Và khi máy tính tắt thì thông tin đó nó sẽ bị mất. Còn bộ nhớ ngoài lưu chương trình và dữ liệu một cách lâu dài, kể cả khi máy tính tắt. Thì như vậy các em cần nêu được cái điểm giống và khác nhau giữa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Tiếp theo, phần mềm. Thì có hai loại phần mềm, đó là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Phần mềm hệ thống, cô ví dụ như Win 7. Phần mềm ứng dụng, ví dụ như phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm Excel, hoặc là một phần mềm nghe nhạc. Thì các em cần phân biệt được và hiểu cho cô được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng và cho được ví dụ. Bài 5: Luyện tập chuột máy tính. Thì ở bài 5, các em cần nhớ cho cô các thao tác đối với chuột máy tính. Thao tác di chuyển chuột, nháy nút trái chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột và xoay nút cuộn. Bài 6: Học gõ 10 ngón. Thì ở bài 6, các em cần biết được cái tư thế ngồi, cách đặt tay gõ phím. Biết được lợi ích của việc gõ 10 ngón, đó là gõ nhanh hơn, gõ chính xác hơn. Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành? Thì ở phần này các em cần hiểu được vai trò của hệ thống điều khiển. Cô lấy ví dụ vai trò của tín hiệu đèn giao thông. Thì nhờ có tín hiệu đèn giao thông, con người sẽ tuân thủ luật lệ được giao thông tốt hơn, thuận tiện cho việc đi lại,
và hiện tượng ùn tắc giao thông sẽ ít xảy ra hơn. Ví dụ thứ hai là vai trò của thời khóa biểu. Thì nhờ có thời khóa biểu thì các em biết được là ngày hôm nay mình học môn gì, soạn bài học nào, và giáo viên cũng biết được mình dạy lớp nào, dạy tiết mấy, vân vân. Thì đó là hai ví dụ nêu được, các em cần nêu được ví dụ về tín hiệu đèn giao thông và ví dụ về thời khóa biểu. Bài 10, hệ điều hành làm những việc gì? Thì các em hiểu cho cô về hệ điều hành là gì? Cho ví dụ được về hệ điều hành. Và nhiệm vụ chính của hệ điều hành gồm có 3 nhiệm vụ chính. Vậy thì nếu mà không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xảy ra? À, nếu không có hệ điều hành thì máy tính sẽ không thể hoạt động được. Bài 11, tổ chức thông tin trong máy tính. Thì hệ điều hành tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây bao gồm các tệp tin và thư mục. Đây là một ví dụ về cấu trúc hình cây. Vậy tệp tin là gì? Tệp tin là một đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên một thiết bị lưu trữ. Cô lấy ví dụ như có tệp tin về văn bản, tệp hình ảnh, tệp âm thanh, tệp chương trình. Còn thư mục thì có các loại thư mục, ví dụ như là thư mục gốc, thư mục mẹ và thư mục con. Thư mục ngoài cùng không có thư mục mẹ thì được gọi là thư mục gốc. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong ổ đĩa. Còn một thư mục mà chứa cái thư mục con bên trong thì ta nói thư mục đó là thư mục mẹ. Thư mục bên trong là thư mục con. Thì ở phần này các em cần hiểu cho cô để chúng ta xác định làm bài tập. Xác định được thư mục mẹ, thư mục con, thư mục gốc. Ngoài ra các em cần hiểu cho cô về đường dẫn. Đường dẫn là gì? Đường dẫn là dãy các tên thư mục và tên thư mục con lồng nhau và cách nhau bởi dấu xẹt. Bắt đầu bằng tên một thư mục xuất phát và kết thúc bằng tên của một thư mục hoặc là một tệp để chỉ ra đường tới tệp hoặc là thư mục đó. Thì phần đường dẫn các em cần hiểu để chúng ta làm bài tập. Bài 12, hệ điều hành Windows. Đây là hình ảnh màn hình nền của hệ điều hành Windows. Và trên màn hình nền thì các em thấy có các biểu tượng chương trình, các thanh, có thanh công việc, có nút Start. Vậy thì các biểu tượng chương trình này do đâu mà có? À, đó là do người dùng cài đặt. Khi người dùng cài đặt các chương trình ứng dụng khác nhau thì sẽ có các biểu tượng khác nhau trên màn hình nền. Cô lấy ví dụ ở trên màn hình nền chúng ta đang có biểu tượng về Excel, về PowerPoint, vân vân. Vậy thì khi mở một hay nhiều chương trình ứng dụng, cô lấy ví dụ như mở chương trình PowerPoint, thì các em sẽ thấy được các biểu tượng chương trình này sẽ xuất hiện ở thanh công việc. Tiếp theo là nút Start. Nút này thì ở góc dưới của màn hình nền. Khi các em nháy vào nút dưới, góc trái ở phía dưới của màn hình nền. Đây. Thì các em có thể quan sát được tất cả các chương trình bằng cách nháy chuột vào chữ On Program. Hoặc là các em có thể tìm kiếm được một chương trình hoặc là một thư mục, một tập tin bằng cách các em gõ và ấn Enter. Và có thêm một tiện ích, chúng ta thấy có một cái mũi tên bên cạnh Shutdown. Thì chú ý cho cô, Restart là khởi động lại máy tính, Sleep là tạm nghỉ, tắt điện màn hình nhưng mà hệ thống vẫn ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Tiếp theo, hai mã bài tập.
Ở bài tập thì các em cần xác định cho cô thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con và đường dẫn. Cô ví dụ cho cấu trúc cây thư mục như sau. Các em xác định cho cô đường dẫn đến thư mục toán. Thư mục mẹ của toán là thư mục nào? Thư mục con của thư mục truyện là thư mục nào? Thì để làm được bài tập này thì các em cần phải hiểu cho cô về phần lý thuyết thế nào là đường dẫn, thế nào là thư mục mẹ, thư mục con. Viết đường dẫn đến thư mục toán, ta viết như sau: C hai chấm xẹt sách xẹt toán. Thư mục mẹ của thư mục toán là thư mục sách. Thư mục con của thư mục truyện là thư mục tranh cười. Như vậy là cô đã ôn cho các em một số nội dung của học kỳ 1. Cô chúc các em học tốt. Cô chào tất cả các em.